Để tôi coi đàn gái sao mà qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Ồn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đàn trai. Đây có quyền đúng. Đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, wow. Wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow, 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 wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn Nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm... mạnh điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ hòa đồng và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á, thì em quan niệm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè về tài chính cũng như là có sự nghiệp, và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể đi, mạnh rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi nồi niêu son chào. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà không có gì hết, chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh điểm yếu của bạn Nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Và em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Để mời anh lên. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi. Mứt dừa, nước dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Tháng dừa gì kỳ quá, phải có dừa. Nói chung là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn Nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính á. Nóng tính. Bên kia nóng, bên này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, như mình phải nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tới hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn, thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm.
Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả, cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À, tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ, đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Vậy mình thì có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, hoa chê đằng trai. Đẹp có quyền. Ơi. Đúng. Đằng trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đi đây, đó, nằm dài hết. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1, 2, 3. Hít chừng nào hít thở thôi. 5, hít. 6, thoải mái vô. 7, 8, hít hết bụi luôn. 9, thôi bởi 10, 11, 12, 12 cái nha. Em chim về chân thôi. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? À em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên đấy chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi, phải khỏe nè. Khỏe, chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi cô thơm không nhé, chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Ừ, còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quỳnh Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này đều ok, xinh. Nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập. Và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp. Không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng. Cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cũng ơi. Em cũng có quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em, thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một
Một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. À, anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn. Niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch. Nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi vòng vòng. Đó, em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình nếu mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói á, lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, rinh cô này về được làm vợ mình. Rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy. Thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chào làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy, cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hết được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bé Hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái không? Nó thơm chán đi anh. Thơm chán. Thơm sáng tức là hôn con, em hiểu không? Có. Hôn mẹ. Dạ, lần đầu tiên cho em xin chào quý khán giả thân thương nhất ạ. Rồi, ngồi xuống đi em. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Mời anh trai bên kia. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư rất xinh đẹp ạ. Dạ. Với lại bạn gái ở bên kia, em tên là Nguyễn Văn. Quê em ở Quảng Bình, em sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Làm cái gì? Dạ, em làm bên vận hành xe nâng ạ. Vận hành xe nâng. Đàn gái cho đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi. Dạ, ưu điểm của em á, thì là nấu ăn ngon nè, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Em thì cũng hiền lành, vui vẻ. Em ưa thích á, thì chơi những trò chơi cảm giác mạnh nè, không sợ ma. Về khuyết điểm của em á, thì em rất hay ngủ nướng, thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm. Vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi, em nấu món gì? Em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc vui vẻ thôi. Em nói là em không sợ ma.
Dạ đúng rồi ạ. Lúc mà em hồi em đi làm á là buổi tối thường thường hay về vào lúc 7-8 giờ á, đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết. Mời em trai. Ưu điểm của em á là em sống có tình cảm, chân thật, em sống tự lập, trách nhiệm với gia đình. Em là một người mẫu đàn ông của gia đình. Em tự cảm nhận em là như vậy. Còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động, em dễ cảm xúc á. Em có một cái trên TV có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi, mình anh cũng dạng người như em đó, thấy vậy thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi, hay thấy hoàn cảnh nó tự nhiên cái con người mình nó khác liền, nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Em xin thưa với anh là em được có một mối tình thôi. Kéo dài mấy năm? Dạ một tầm 4-5 tháng thôi. Nhưng 4-5 tháng à hả? Dạ, nhưng mà chia tay khoảng gần 1 năm rồi anh. Sao phải chia tay? Dạ em quen cái người đó là 2 cùng 1 tuổi. Ở ngoài quê của em á là đa số là nhiều người ta lấy nhau 1 tuổi, trong cái làng luôn là 2 người lấy nhau 1 tuổi gọi là bị sát anh. Tức bị là một sát. Người dạ tức là một là đúng 1 tuổi là cứ lấy nhau của tầm 40-50 tuổi là người này không bị bệnh, là người kia bị bệnh, mà không bị bệnh là bị mất. Là 15 cặp ngoài quê em là chứng kiến là đều bị vậy. Trong gia đình em là 2 người cũng bị như vậy rồi, cùng 1 tuổi luôn, là bà ngoại của em với lại dì của em, cho nên trong nhà cũng sợ. Tức là quen 4-5 tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn. Dạ em bên kia mấy tuổi vậy? Dạ em 25 tuổi à. Đây mấy tuổi vậy? Dạ em 53-54 tuổi. 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao. Mình làm tiếp đi. Bây giờ bên đây có một mối tình mà có 4-5 tháng là chia tay rồi. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết à. Đó giờ chưa yêu ai luôn hả? Dạ chưa ạ. Thì có nắm tay ai chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Chưa luôn. Dạ, chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nay đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà giống như em đi học rồi, lúc đó em có thích bạn nào không? Dạ cũng không ạ. Nhà em thì rất là khó. Lúc mà đi học thì không có cho quen ai hết á. Nhưng mà lúc mà em có thích ai không? Mà thích rồi em không nói luôn hả? Dạ em thì cũng không thích ai hết. Tại vì lúc đi hồi lúc mà em đi học thì tính tình em thì cũng giống như con trai á. Rất là phóng khoáng, nhưng mà cũng hơi nghịch ngợm lắm. Em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không? Dạ không có chị. Dạ. Tại vì em chơi với con trai trong lớp không à. Chắc chưa có duyên thôi em ơi. Mà là tức là gia đình mình khó, là ba mẹ rất là khó hay sao? Dạ không, ông bà quản nghiêm á. À vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả? Dạ đúng rồi ạ. À, chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu? À, ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Từ đó thì em ở với ông bà. Vậy em có liên lạc gì với gia đình không? Với ba mẹ không? Ba em thì ở gần với lại nhà nội á. Còn mẹ em thì em cũng không biết nữa. Ủa giờ hôm nay mở với ai? Giờ em đang ở với ông bà nội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Ông bà nội hả? Dạ. Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72, còn ông em thì 74 ạ. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi. Chào đàn gái. Dạ ông, chào anh. Cô gái rất là xinh. Em ở với ông bà nội. Dạ đúng rồi ạ. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn. Dạ đúng rồi ạ. Rồi không gặp ba mẹ luôn. Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ. Thì dạ. Ba có lo chăm sóc gì cho em không? Dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình. Trời ơi. Còn bên ngoại có lo gì? Dạ không, bên ngoại thì em cũng không có liên lạc, cũng không biết phía bên đó. Không biết ba không nói cho luôn. Em có biết mặt mẹ em không cưng? À, dạ không ạ. Trời ơi. Có bao giờ em nằm mơ em tưởng tượng ra mẹ em chưa? Ừ, dạ vẫn chưa luôn ạ. Tại vì ở với ông bà thì em cũng quen rồi, nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, cũng không có ba luôn. Chia sẻ với em điều này nha. Dạ. Tội nghiệp quá, không có người yêu nữa. Chưa có người yêu, quên. Chưa có người yêu. Sắp có người yêu. Bây giờ muốn có người yêu thế nào? Một anh chàng chững chạc, biết chăm lo cho gia đình nè, hiếu thảo. Anh ấy là phải chiều chuộng, nói chung là phải chiều chuộng vợ con. Chiều chuộng vợ con. Dạ. Và đặc biệt là chung thủy không lăng nhăng, em thì không thích lăng nhăng. Dạ. Anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó. Một chút hỏi coi sao. Em có điều gì không thích ở người đàn ông không? Tính gia trưởng, không trung thực. Anh bên đây thật tình lắm. Dạ. Không hút thuốc, nhậu thì ít thôi. À, ít dạ. Thôi, được rồi. Nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế, em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm? Em cảm nhận là em 100%. Tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói. Rồi, dạ. Chúc mừng luôn. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em
là lấy chồng ngoài Hà Nội á, là ba em đi biển mà em thì bị bệnh ở nhà. Cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dặn em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Và đã lúc chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ. Chào anh. Dạ em chào chị. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là sao? Dạ cái mẫu bạn gái của em mong muốn đó là biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ. Sống có tình cảm, chân thật. Dạ. Biết chia sẻ. Dạ. Chị vậy thôi. Cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ hồi nãy là mình nói về tính cách rồi ha. Dạ. Còn bây giờ là về ngoại hình. Anh mong muốn một người như thế nào? Dạ ngoại hình là bạn gái đã cao 1m60 trở lên là được. 60? Dạ tại vì em cao 1m73 rồi. 73? Dạ em rồi. Muốn cho hai bên cho tương xứng. Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á. Dạ 1m65 mà. Trời dư xăng, okay. Cao hơn Thư luôn á. Okay. Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bạn gái có xăm không ạ? Có hình xăm không hả? Bé em có hình xăm không cô? Dạ không ạ. Không có hình xăm. Điểm không thích ở bạn gái nữa là gì? Cao. Bạn gái là cái tính lăng nhăng là em thích. Còn ngoại hình? Người có da có thịt xíu là được rồi. Có da có thịt đúng không? Có da có thịt có. Ai cũng có da có thịt hết trơn. Dạ, không ai mà không có. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp đại diện gia đình hai bên ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại bà nội, cô dượng và em họ của em. Bà nội, dạ. Con chào bà nội. Nội, nội thấy như sao? Tôi thấy cháu trai này thì cũng được, hiền lành. Tôi cũng là bà nội của cháu Diễm. Dạ. Tôi cũng mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc. Tôi rất vui rồi. Cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có 5 tháng mấy à. Tôi nuôi nó tới giờ cũng cho ăn học rồi đàng hoàng. Rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà bán quán rồi với tôi. Rồi cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà. Tôi xin chuyển lời cho rể. Em xin chào chương trình. Em cũng xin tự giới thiệu luôn, em là Dượng, là Dượng rể. Em là xã em ngồi bên đây. Bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì theo Dượng thấy là rất là tuyệt vời. Dượng cũng là người cảm xúc nặng. Nói chung là Diễm thì sống với cô Dượng, lúc cô Dượng còn sống với ông bà nội 19 năm. Sau đó cô Dượng mới ra ở riêng. Thôi thì cũng cầu mong sao con và bạn con có hạnh phúc thì Dượng, nói chung là Dượng sẽ lo hết tất cả. Xin cảm ơn chương trình. Bên nội Dượng này kia rất là thương, cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn, được tình yêu thương của ông bà nội Dượng. Rồi em trai, em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ. Chào cô chú. Dạ tôi xin phép chào hai MC, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn, đây là bố của em Văn. Hôm nay đến hôn trường đây tôi rất vui mừng, tìm một nửa yêu thương cho con, cho cháu. Mẹ thấy cô gái bên đây cũng cao ráo dễ thương, thì nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng dễ thương thôi. Và còn con trai của cô bên đó là cô không phải là khen đây, nhưng mà con trai của cô là bốn đứa như đứa nào cũng còn nết con nai hết, lo cho gia đình giỏi lắm. Đi lao động thì lương bổng thì 5-7 triệu đó. Thế sau đi vợ chồng thương yêu nhau thì về tính toán làm ăn thêm, chứ còn con của cô là đứa nào cũng giỏi hết. Từ A đến Z là việc gì cũng làm được hết. Sẽ lo cho em một gia đình giỏi lắm. Có gì xin hai MC là tạo điều kiện giúp đỡ cho hai cháu. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Nam Thư ha. Dạ, mở rào. Có bông hoa này tặng em. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Mong rằng em sẽ lúc nào tươi xinh như cái bông hoa này vậy. Em cảm ơn anh ạ. Quà của em á là mứt xoài. Mứt này là do em tự làm á. Còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em. Rồi, ok em.
Bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau ha. Em làm đầu bếp đúng không em ạ? Dạ đúng rồi. Em làm đầu bếp là em làm ở ngoài Bình Thuận luôn hay là em ở? Dạ em, bà em có mở một quán ăn á. Khi xưa thì em làm nghề khác, em làm văn phòng cho một công ty may. Nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi, nên cũng muốn là em về phụ với gia đình. Là em quan điểm gì về tình yêu? Yêu một lần thì phải cho đáng, phải tìm đúng người, phải là chín chắn nè. Khi mà yêu á, thì phải đặt hôn nhân lên làm đầu. Không phải là quen rồi coi thử là như thế này với kia ông ấy thì bỏ. Như vậy thì em không được, em muốn là phải có một kết quả rõ ràng. Yeah. Trong đó có sự chung thủy, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa, đồng cảm với nhau nữa, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời. Đó. Anh thấy em như thế nào? Có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ? Anh thấy em rất dễ thương, ngoài hình anh thấy là ok rồi. Chúng dạ, anh xin đẹp anh trong ạ. Mặt của anh là được. Thôi mình hẹn hò thế nào? Em ở Bình Thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào? À em ở huyện Đức Linh à, giáp với lại Xuân Lộc Đồng Nai á. Xuân Lộc Đồng Nai là Cẩm Mỹ đi lên á, à, Long Giao đi lên á. À về là rồi anh có lên Cẩm Mỹ gần này nữa, là đi cái hướng này. Về là đi hướng Bà Rịa đi lên. Đúng rồi, dạ, dạ. Đúng rồi anh, em có đi xe buýt đi lên Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi. Về là phải đi lên. Có xe buýt nữa là được rồi. Dạ, thì em ở đó tiền xe buýt á. Công ty của anh là rất là dễ, một tháng là được nghỉ 4 ngày. Nhưng mà cái thời gian đó là không nhất thiết phải là chủ nhật. Nói chung cái ngày nào mình nghỉ, thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày, mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ. Nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái. Còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó, ngày nào thì anh chỉ cần nói với sếp anh một tiếng là anh có thể đến thăm em. Dạ, à. Em thì cũng không sợ yêu xa đâu, không có người yêu mới đáng sợ thôi. Đúng rồi. Người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa. Anh muốn sự cảm nhận, anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á, anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết. Nếu như tiến tới hôn nhân thì con cái như thế nào? Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết, con của chúng ta hết. Em cũng vậy, nhưng mà về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc. Giống như anh hết, dạ. Giống như anh luôn. Nói chung là giáo dục con cái, nói chung là sau này em có con, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho. Anh lo cho từ A đến Z luôn, con là cái. Chăm con luôn. Chăm con luôn. Ồ oh. Gói cà. Tao bây giờ chăm con biết hát ru con không? Dạ yeah. Cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh à. Em nên chương trình em muốn gửi đến quý khán giả một bài hát với lại anh chị, hai anh chị MC với là bạn gái bên một bài hát mang tên là Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, nhạc của Phan Huy Điểu. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Cảm ơn bạn. Ở hai đầu nỗi nhớ ha. Nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu. Sáng đi xe buýt, chiều đón xe buýt về cũng được. Em gái có một cái bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không? Em cũng xin gửi anh một bài hát. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui và có khi cho đến trọn đời, nhưng ai hay ngờ bóng một ngày mới xa. Tình yêu khiến cho lòng mê say, có những lúc em vu vơ suy nghĩ, có những lúc em lại thẫn thờ. Những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng tự tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời. Và làm cuộc đời em tươi như chơi vơi, và từng đêm nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau và cho đến bao giờ. Lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ vì anh là của em. Bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau,
và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm nhận của mình và mong muốn điều gì với đối phương. Nắm tay nhau, đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối phương. Cho nắm tay là chúng ta gặp nhau đây cũng Âu cũng là cái duyên. Cho nên là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em, nhưng ở chương trình này, với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời. Anh gái nói gì đi. Nắm tay nhau, đừng buông tay ra, thử cảm nhận về nhau. Thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu, một người chồng để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này. Nên đến đây với một tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc. Và em cũng muốn là chúng ta cho nhau một cơ hội. Cảm ơn em. Anh Quỳnh Linh cho em xin một phút được không ạ? Được. Đây, chưa trong nha. Bó hoa có một bức thư này. Em đọc đi bé. Cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó, để dành tặng cho em đó. Tất cả đêm viết ra hả? Tất cả đêm viết. Chào em, cô gái đến từ tương lai. Em mà, chúng mình gặp nhau đây, Âu cũng là cái duyên. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau. Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Em mà, duyên này bạn muốn hẹn hò tạo, phận này là do người chọn, và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng với sự chứng kiến của Vũ nhiệt tình, của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em mà, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được trau chuốt cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó. Trên thư, Nguyễn Văn gửi người con gái anh thương. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Xem giờ phút thiêng liêng này, hai trái tim có đồng điệu với nhau hay không nha. Sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hai bạn, trời ơi. Nắm tay nhau đi. Nè, xin phép ông bà, xin phép dì, ông bà nội, xin phép dì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu nhau. Con cũng đến chương trình này, hôm nay con đến chương trình này, con muốn tìm một nửa yêu thương của con. Con xin phép ông bà với giường với gì con sẽ bảo vệ và con sẽ, nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời ạ. Em gái nói gì với em, nói gì với ba mẹ của bạn? Dạ con chào cô chú ạ. Con mong là sau này á cô chú sẽ tạo điều kiện cho chúng con được quen nhau và có thể chúc phúc cho chúng con được ạ. Dạ. Hôm nay cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn, mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi. Yêu thương nhau thật lòng nha. Rồi, mời em trai. Dạ con xin phép mọi người với lại dượng cho con xin hào này. Dạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Dung, năm nay 37 tuổi, quê mình ở Bình Phước. Tuổi công việc hiện tại của chị Dung là gì hả chị? Dạ, là nhân viên văn phòng ạ. Bình Phước là ở huyện nào? Ở thị xã Bình Long ạ. Rồi, mời anh trai. Lời đầu em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Dạ. Chào bạn gái bên rào. Em tự giới thiệu, em là Lê Doãn Thành, năm nay là em 39 tuổi. Em quê gốc là ở Nghệ An, hiện bây giờ là đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em công việc của em là công nhân cơ khí và em làm ở Hóc Môn anh. Cái đường từ đây lên Bình Long thì nó cũng không khó gì lắm, bây giờ nó mở đường rộng đi cũng rất là nhanh luôn. Người ta yêu nhau từ Hà Nội, thậm chí ở nước ngoài ta cũng yêu nhau rồi ha. Bây giờ bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng,
Vui thì nói nhiều, không vui thì im lặng. Tính xấu nhất là khi đói, khi mà bụng đói là sẽ rụt rã tay chân, là dễ nóng. Mời bạn trai. Dạ. Cái điểm mạnh, điểm yếu của em á, thì em thì vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm. Khuyết điểm em thì cũng nhút nhát, trầm tính. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Xưa là em ở trong quân đội á, thì em có trải qua một mối tình, thế là cũng chỉ qua thư tờ thôi. Thì sau này em ra khỏi quân đội thì em đi xuất khẩu lao động, cái địa lý như xa người ta lấy chồng. Thì em cũng muốn tìm bạn gái tuổi tác phù hợp. Anh phù hợp với tuổi con gì? Dạ, tuổi con rồng ạ. Là thân tí thìn tam hạp đó đúng không anh? À, dạ dạ. Bên kia 37 hả? Dạ. 37 tuổi gì? Dạ tuổi Tuất ạ. Anh ơi em nói nghe nè, em biết coi bói nè. Tuổi quan trọng đâu anh. Cái mạng cũng không quan trọng, lật ra can chi như thế nào, rồi lật ra so ra tuổi giờ sinh là nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong mộng ấy họ có những người không hợp tuổi vẫn lấy nhau đấy. Dạ. À, quan trọng cái duyên cái phận thôi. Dạ. Hai, anh đi bộ đội hả? Dạ. Mấy năm? Em đi 7 năm ấy. Ồ. Dung, mình đã bước qua bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình à. Từ cái thời sinh viên, quen được năm mấy, 2 năm á. Rồi dạ. Chia tay đi. Rồi từ sau đó, mối tình đó tới giờ mình không có yêu ai nữa hay mình có thích ai không? Thích thì nhiều lắm, nam là thích hết. Mà vậy thì lý do tại sao mình lại bây giờ mình lại đăng ký tham gia chương trình? Em cũng không biết nữa. Chắc có đang chờ người tử tế ạ. Thế em thế nào là người tử tế? Nói chung là người nữ tử tế chỉ là một người nam mà cảm thấy là bảo vệ cho một người nữ được, cái gọi là người tử tế. À, tiêu chuẩn nào có thể làm em thích được? Em không đặt mục tiêu là tiêu chuẩn gì hết á. Quan trọng là đối phương hiểu và biết quan tâm. Là không cần nói, nhìn thôi mà hiểu người khác là đang cần gì là đủ. Về ngoại hình thì sao chị? Cao, lùn, mập, ốm thì sao? Em thích người từ 1m65 trở lên. Dưới 1m65 được không? Cái đó để xem lại. Phải có da, có thịt chứ. Thiếu thịt chút xíu được không? Không được. Miễn sao người ta chắc khỏe thôi chứ. Hên xui. Rồi đó, cái điểm gì mà chị không thích ở bạn trai? Là giả dối. Bên đàn trai mình yêu cầu một người yêu lý tưởng như thế nào? Duyên dáng, nhìn lành, nhìn dễ thương. Không xăm mình. Chết rồi, xăm em lỡ chút xăm xí rồi sao ta? Thí dụ xăm một vài cái chữ, thí dụ như là tên cha, tên mẹ, hay là một cái hình ảnh nào đó nhỏ thôi được không? Không luôn hả? Tức là tuyệt đối không có hình xăm hả anh? À, đúng rồi em. Ồ, em thấy ví dụ bây giờ xăm nhiều mà xăm chỉ là nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu cũng không được luôn hả? Xăm như thế anh sợ là chơi bời quá, anh nuôi không nổi. Đâu phải. Chắc ngày là anh... xưa đó, có một số người xăm rồng, xăm lum thì cũng có thể. Nhưng bây giờ á, ta xăm thẩm mỹ, xăm cái này cái kia, nó đẹp chứ không phải là nó xấu. Xăm không phải là giang hồ, xăm không phải là tầm bậy bạ. Là ăn chơi, anh ơi, xăm mình bây giờ là cả một nghệ thuật rồi. Chào anh. Em chào em. Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì? Cao từ 1m50 trở lên, 60kg trở lại, không lăng nhăng chung thủy được. Có vợ về là mình ở chung, là mình làm dâu luôn hay là mình sẽ ở riêng? Ở chung cũng được mà ở riêng cũng được. Thì em cũng có nhà riêng nhưng mà nhà riêng em thì ở quê. Còn ở trong này thì nhà ở nhà em trai. Vậy thì nếu mà bây giờ mình tiến tới hôn nhân thì anh đã có một cái bước gì chuẩn bị cho cái cuộc hôn nhân chưa? Là về kinh tế nè, là về kế hoạch tương lai như thế nào? Em ra ngoài làm kinh tế, đi xuất khẩu lao động. Thì về em cũng xây được căn nhà rồi. Đó là nhà riêng của em. Dạ, rồi. Chào bạn gái Bình Phước. Dạ, chào anh. Nếu như mà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu mình có thể cho bên đây bước tới được? Ngày mai cũng được. À, dễ nha. Thôi vậy cũng tốt á. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta gặp gỡ hai bên gia đình đi. Cô gái Bình Phước đi với ai? Dạ, đi với chị gái, với bạn. Chị gái? Yeah. Rồi, cho gặp chị gái đi. Dạ thì em thấy hai đứa người cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng suy nghĩ chín chắn rồi đó. Tìm hiểu thì chắc cũng không lâu đâu. Tại vì khi mình biết có hợp hay không thì thời gian rất là nhanh. Chứ không phải như trẻ trâu mà cứ suy nghĩ rồi lại tùm lum tùm la thì không có. Anh này cũng được, thấy anh đã qua quân đội thì chắc một cái nguyên tắc rất là tốt. Được đào tạo bên nước ngoài nữa thì về thì chắc có thể là khi cuộc sống có va vấp gì chắc anh cũng đứng được, anh cũng gánh vác được. Quan trọng là cái bản lĩnh của đàn ông thôi. Hay quá em gái. Trai đi với ai? Dạ em đi với em trai anh ạ.
Dạ em thấy anh chị phù hợp. Anh trai cố gắng lên, chị Dung rất là dễ thương. Em trai cũng nhát như anh trai vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo rào. Thôi bắt đầu. Anh chào em. Dạ em chào anh. Hoa. Anh đến đây gặp em thì anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có một món quà em gửi anh. Em cảm thấy thế nào em? Dạ thấy anh hơi run. Thì đúng là như vậy. Hôm nay lên chương trình thì anh cũng cảm thấy cũng vui thì được gặp em. Mình tốt duyên, tốt số với nhau thì mình là mãi mãi là bên vợ chồng với nhau. Không thì mình cũng là tình bạn tốt của nhau. Dạ, các em nghĩ cũng vậy á. Từ cái chỗ... Từ Sài Gòn về đó là 110 cây anh. Đi của quốc lộ 14 à? Dạ, quốc lộ 13. Giờ gặp nhau thì cũng qua điện thoại hẹn hò đây là chạy tới thôi. Dạ, tùy thôi. Em chỉ cần là nói được thì làm được thôi. Thí dụ như ảnh về Bình Phước thì ảnh có công việc gì ở Bình Phước được hay không? Không, cái đó là ảnh tự xử chứ không. Em không có tự lo được. Còn em là em chỉ lo em trước thôi à. Còn về nếu mà theo ảnh thì ảnh phải lo cho em lại. Đôi khi á, em cũng nghĩ là thí dụ anh ở Sài Gòn, em ở trên Bình Phước. Bình thường giờ hành chính á, thì em ở trên Bình Phước. Cuối tuần thì em về, hoặc là anh từ Sài Gòn cuối tuần anh về trên Bình Phước. Vậy đơn giản cũng được. Khi nào anh có nhà thì em về nhà. Vì quan trọng là anh sắp xếp thôi, chứ còn em là sắp xếp đơn giản vậy đó. Anh thì có cái mô hình buôn bán. Mô hình như thế nào ạ? Ở quê, cũng vậy mà ở trong này thì có mặt bằng. Thì mặt bằng đó anh sẽ dự tính như thế nào? Buôn bán thôi. Buôn bán thì nhiều cái buôn bán lắm. Anh phải mặt xác định hàng... được, nếu mà nó anh phải biết cái mặt hàng gì thì anh mới gọi là kinh doanh được. Em là làm, em thích làm buôn bán hay làm đi làm văn phòng? Đương nhiên em đang làm văn phòng thì đương nhiên là em thích văn phòng rồi. Anh thì buôn bán mở bán nhậu cũng được. Ha. Nhậu rồi lỡ anh mời em nhậu nhậu luôn á. Bán quán ví dụ em thích, em biết làm những món ăn hay không? Dạ không, em không biết đâu. Không biết em luôn chỉ hả? Biết người ai à làm thì em ăn được thôi. Nếu mà làm em chỉ giỏi món mì tôm thôi. Nếu vậy thì em thì có thể phục vụ ảnh, có thể thuê người nấu nướng có thể được, hay bán cà phê cũng được. Tại có mặt bằng là rất là quan trọng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Dạ. Có thể bán cà phê nhỏ nhỏ, có thể mở tạp hóa, có thể bán bất cứ cái gì. Bởi đất Sài Gòn này có rất nhiều việc để kiếm ra tiền nếu chúng ta cố gắng. Đúng không anh trai? Dạ. Còn nếu như về Nghệ An thì sao? Về Nghệ An thì nhà em cũng nhà mặt tiền, đừng nhựa anh. Cũng buôn bán. Ừ. Dạ. Đó là định hướng rất là tốt luôn. Nếu như mà mình xác định á, là mình tiến xa hơn á, kinh tế là quan trọng nhất. Mình phải làm gì? Bởi vì nếu lấy nhau về phải có con. Xác định cái đó là anh này đã xác định rồi. Nhưng vấn đề thật sự là có làm được hay không? Với em có thấy anh ấy có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Em cũng chưa biết nữa. Tại mới đây lần đầu gặp sao biết được. Em không cảm xúc gì hết trơn hả? Dạ người đơn giản quá nó vậy á. Vậy thì động cơ nào, lý do nào chị đăng ký tham gia chương trình? Ừ. Tại vì nghĩ là mình lớn rồi thì nói chung là cũng phải có một gia đình để cho ba mẹ vui. Một phần thứ hai là cũng nghĩ về bản thân mình một xí. Bây giờ thế này nè, anh trai anh có thể tiến tới nắm tay cô gái, có thể hát một bài nào đó hay đọc một bài thơ hay nói một cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Bởi đây là những giây phút chúng ta có thể cảm nhận. Anh nghe tình yêu bên tình. Hồi hộp quá. Hồi hộp hả? Bắt đầu làm lại. Nhớ kỹ đi. 2, 3. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang. Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Rồi, mời ra rồi.
Mời hai anh chị để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian bấm nút bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Oh. Mời chị nắm tay nhau đi nào. Nè em gái, trong tình yêu chúng ta cần nhiệt tình hơn chút xíu nữa. Hôn nụ hôn đầu tiên để đánh dấu cho cái bấm nút bằng cả trái tim của mình. Em xin phép chị, em xin hôn em gái nụ hôn.